Xin chào các bạn, mình là Đoàn Đại Chí. Hiện nay mình đang trong hành trình khám phá cuộc sống biển đảo Việt Nam. Hiện nay thì mình đang ở khu vực biển Mũi Né, tỉnh Bình Thuận nha các bạn nhé. Đây là một trong những khu vực biển đẹp nhất ở Việt Nam mình. Nhưng mà khu vực này thì ngoài việc thu hút rất là đông đảo khách du lịch đến tham quan á, thì đây còn là cái ngư trường rộng lớn của người dân địa phương nhé. Đặc biệt hiện nay thì là đang là tháng 7 và cũng là cái mùa mà ngư dân ở đây khai thác ruốc nha các bạn nhé. Là các bạn những con ruốc rất là nhỏ thôi nhưng mà cái giá trị nó lớn. Đặc biệt là những cái con ruốc này thì là hàng mỗi ngày người ta kiếm có thể hàng chục triệu, thậm chí hơn chục triệu một ngư dân. Mà đặc biệt là đến khi đến mùa ruốc thì nó vào rất là sát ven biển ở Bình Thuận nha các bạn nhé, kéo dài từ Na Ghi, Mũi Né, Phan Thiết cho đến những cái huyện khác của tỉnh Bình Thuận, ngư dân thậm chí ở miền Trung thì cũng nhiều ngư dân khai thác ruốc, nó tùy theo mùa nha các bạn nhé. Con ruốc nó rất là nhỏ nhưng mà cái giá trị kinh tế nó mang lại cho người dân thì rất là lớn. Kiếm được chục triệu là cái điều rất là đơn giản. Đặc biệt là bây giờ thì mình sẽ trò chuyện cũng như là phỏng vấn trực tiếp người dân để mọi người biết thêm về cái nghề đánh bắt ruốc này nhé các bạn nhé. Hôm nay thì mình đang bay flycam để mọi người biết cái khu vực biển Bình Thuận này rất là đẹp. Đây mà tắm biển các thứ thì cũng rất là đẹp. Hầu hết những cái ngư dân mà khai thác nghề ruốc thì đi những cái thúng nhỏ nhỏ này các bạn nhé. Những cái thúng tròn tròn nhỏ nhỏ này. Nghề thúng cũng là những cái thúng này cũng là còn khá ít ở Việt Nam mình nha, chỉ còn một vài tỉnh miền Trung có thôi. Nó chỉ phù hợp với lại những cái nơi mà đánh bắt ven bờ thôi nhé các bạn nhé. Ngư dân đang gỡ ruốc này. Bây giờ chuẩn bị mình sẽ trò chuyện cùng với lại anh em họ để mọi người biết thêm, nghe người dân chia sẻ về cái nghề khai thác ruốc này nhé các bạn. Nhưng mà nó ở rất là gần bờ, đến mùa thì là nó từ ngoài biển khơi ấy, ruốc nó kéo vào rất là gần thành những cái đàn lớn đó các bạn nhé. Mấy anh vừa nói có ngày là kiếm được 10 triệu, hơn 10 triệu luôn tiền ruốc ạ. Nhưng mà cái này thì nó lại không có suốt trong năm, thường nó chỉ kéo dài từ 20 đến 30 ngày mỗi năm thôi. Nhưng mà như vậy thì là cũng kiếm rất là nhiều rồi. Mình cũng không nghĩ là cái nghề biển nó lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Có ngày kiếm cả chục triệu như vậy thì là rất là ngon. Bởi vì người ta nói là biển bạc ấy, rất là không phải đi xa đánh bắt. Các bạn nhìn thấy con ruốc này, bây giờ mình sẽ quay gần gần lại để mọi người biết những cái con ruốc nha. Nó là rất là nhỏ. Ruốc này thì có rất nhiều công dụng, đặc biệt là ăn luôn cũng được, nấu canh hoặc là làm mắm ruốc. Đặc biệt thì ruốc ở đây ấy là ngư dân Bình Thuận vì là chất lượng tốt nên là ngư dân ở đây họ phơi khô để bán vào các cái thành phố, vừa trữ được lâu lại vừa làm được nhiều món nha các bạn nhé. Ruốc một nắng hoặc là ruốc khô á, hiện nay ruốc tươi này là giá bán là 20.000 một ký ở tại đây luôn nhé, tại bờ biển này luôn các bạn nhé. Còn nếu mà phơi khô khoảng độ 2-3 nắng thì là giá bắt đầu từ trên 100.000. Nếu có loại to mà đẹp thì là 120-150.000 giá ruốc khô các bạn nhé, khá là mắc. Bây giờ mình sẽ quay thêm một xíu nữa rồi mình sẽ trò chuyện phỏng vấn người dân để mọi người nghe người dân nói để mọi người hiểu thêm nhé các bạn nhé. Nếu các bạn có theo dõi hành trình khám phá biển đảo Việt Nam của mình thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ giùm mình để mình có thêm động lực khám phá cũng như là ghi lại cuộc sống ở rất nhiều nơi ven biển Việt Nam mình nhé các bạn nhé. Càng đi càng thấy biển Việt Nam rất là đẹp và nó có nhiều tài nguyên nhé các bạn nhé. Tôm cá dồi dào, đúng là biển bạc nhé. Rồi xong mình quay video bằng phần iCam đấy, mọi người thấy biển rất là đẹp, nhìn trên cao thì khá là đẹp. Nay thì những cái video clip của mình, những cái nơi mà cần thiết mình sẽ bay phần iCam quay để mọi người biết thêm về cái khung cảnh biển Việt Nam mình nhé các bạn nhé. Đây là những con ruốc này, rất là tươi này. Các bạn nhìn thấy nó còn nhảy không? Lần đầu tiên mình thấy ruốc tươi này, bình thường ở thành phố họ hay bán ruốc khô đó các bạn nhé. Ruốc khô thì làm rất nhiều món được, xào rau, xào riếc với lại xúc bánh tráng hoặc là giam lên ăn nhậu nhé, các thứ gì đều được hết. Đó, rất là tươi ngon nhé các bạn nhé. Lần đầu tiên mình thấy những con ruốc mà nó tươi ngon, còn nhảy, còn sống luôn. Vì là người ta đánh bắt ở ngay gần ven biển luôn các bạn nhé. Mùa này mà các bạn đi về Bình Thuận, Phan Thiết, Mũi Né, Na Ghi các thứ gì ấy, ven những tuyến đường là ngư dân người ta phơi rất là nhiều ruốc nha các bạn nhé. Mùa này là mùa đánh bắt chính của ngư dân luôn. Hầu hết các cái ngoài những cái mùa này thì là ngư dân còn khai thác ở các cái tháng khác thì các cái loài thủy hải sản khác nha các bạn nhé.
Bỏ anh xuống rồi anh. Ủa 5-7 tạ luôn. Ồ 3-4 tạ 5 tạ luôn. Ghê quá ha. Mình mang về mình đi đánh chỗ khác ấy. À. Mình là người ở đây luôn anh. Ở mũi né này luôn anh. Nhưng mà cái này nó có khoảng mấy tháng cái mùa của nó. À là à, là hết rồi. Thế đến mùa khác mình lại đánh cái gì anh? Đi lưới cá nghỉ rồi á. À nước cá nước ghẹ đồ à. Đánh mấy tạ luôn ghê quá hả à. Anh à, tức là mình đánh xong mình làm luôn ạ à. Nó phơi khô hả anh? Nó mình chạy về về ngoài đây xong mình kéo lên là nó được anh. Cái này ăn tươi có được không anh? Được chứ. Mình giam lên này anh. Xào lại cái à. Nó quá. Xào ạ. Nó chua. À. Súp bánh tráng nướng. À, súp bánh tráng nướng. Có người ta mua tư này rồi ta nấu canh luôn. À đúng rồi, cái này nấu canh đu đủ đúng rồi. Canh rau. Canh rau ạ. Đó, chủ yếu nấu canh rau này. Cái này là làm con rút khô không chú? Ừ, con rút ra. Rút tư. Xanh luôn Mỹ đậu. Chưa. Chỉ có biết con mập nó còn có mập cái con. Đây là cái cả quánh. Đúng không? Nào quánh đâu, nó ngửi luôn mà. Xà lắm. Nếu con đầu có mập thì nó rút mùi nó cái là
này mình bán bao tiền một ký anh? 20.000 Để họ làm mắm đúng không anh? Không, làm mắm đủ con đủ.